Chào các bạn thông minh, cả nhà đã sẵn sàng cho vài nhiệm vụ thám tử chưa? Tuyệt, bởi vì tôi tình cờ có một ít ở đây. Ôi, trùng hợp quá, chiến nào! 1. Bạn thả một quả bóng bowling vào một xô nước có nhiệt độ 45 độ F và bạn cũng thả một quả bóng khác có cùng trọng lượng, khối lượng và kích thước vào một cái thùng ở nhiệt độ 30 độ F. Nếu thực hiện cùng lúc thì quả bóng nào sẽ chạm đáy xô trước? Quả bóng trong thùng nước có nhiệt độ 45 độ F sẽ chạm đáy thùng muộn hơn quả bóng còn lại. Bạn có nghĩ rằng nước phải đóng băng ở nhiệt độ 30 độ F không? Nhưng câu đố không nói gì về việc cái xô đó có thứ gì ở trong. Vì vậy, không có nước hoặc nước đá để làm bóng chậm lại. 2. Sam đang nói chuyện với luật sư của anh ấy trong tù. Họ rất bực bội vì thẩm phán đã từ chối cho tại ngoại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Sam được phép rời khỏi nhà tù. Tại sao? Sam đang đến thăm luật sư của mình, người đã bị bắt và bỏ tù. Đã đến lúc tìm ra luật sư khác rồi. 3. Mary là chủ một cửa hàng túi xách. Một ngày nọ, có một phụ nữ trẻ bước vào và muốn mua một chiếc túi. Sau khi chọn được chiếc ưng ý, cô ấy hỏi Mary giá túi bao nhiêu. Giá là 30 đô. Cô gái yêu cầu Mary bán nó với giá 20 đô và người chủ cửa hàng đồng ý. Cô gái đưa cho cô ấy 50 đô la. Mary không có tiền lẻ nên cô đến gặp người bạn làm việc gần đó để đổi tiền. Người bạn đưa cho Mary 2 tờ 20 đô la và 1 tờ 10 đô la. Cô đưa cho khách hàng 30 đô và bỏ 20 đô la còn lại vào máy tính tiền. Chỉ vài phút sau khi người mua rời đi, bạn của Mary lao vào cửa hàng. Tiền cậu đưa cho tớ là giả, tớ cần lấy lại tiền. Mary đưa cho bạn cô ấy 50 đô la. Tổng cộng chủ cửa hàng đã mất bao nhiêu tiền? Vấn đề là Mary đã bán chiếc túi với giá chiết khấu 10 đô la. Vì vậy cô ấy đã lỗ số tiền này rồi. Sau đó cô ấy đưa cho cô gái nọ 30 đô tiền thối. Và cô ấy đã phải trả lại 50 đô cho bạn mình vì tờ tiền giả. Một tờ 20 đô la là tờ tiền mà bạn cô đã đưa cho Mary. Vì vậy cô phải thêm 30 đô la tiền túi. Tổng cộng cô ấy đã lỗ mất 70 đô. Lần sau dùng thẻ tín dụng đi nhé. 4. Thám tử Debra đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Đột nhiên cô nghe thấy người ta đang cãi nhau. Người phụ nữ đến đó và nhìn thấy một người bán hàng đang căng thẳng cùng nhiều người đang quanh anh ta. Người đàn ông tội nghiệp đã tìm thấy một chiếc điện thoại thông minh và đưa ra thông báo. Và bây giờ, một số người khẳng định đó là điện thoại của họ. Một người đàn ông cho biết chắc chắn chiếc điện thoại đã bị rơi ra khỏi túi xách của anh ta. Một phụ nữ nói rằng thiết bị này thuộc về cô ấy. Và một người phụ nữ lớn tuổi hét lên rằng đó là thiết bị của chồng cô ấy. Đúng lúc đó thì điện thoại reo. Vì lý do nào đó, người bán hàng đã đưa nó cho Debra. Người phụ nữ liếc nhìn màn hình rồi đưa ngay điện thoại cho người đàn ông. Làm sao cô ấy biết đó là thiết bị của ai? Debra nhìn thấy chữ vợ được viết trên màn hình. 5. Jenny đã nghe nói về một bữa tiệc riêng tư được cho là dành cho VIP. Những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng sẽ tham dự. Và đoán xem, nhờ một người bạn của cô ấy, Jenny đã lọt vào danh sách khách mời. Trước bữa tiệc, cô gái mua một chiếc váy mới và một chiếc ví xinh xắn và đắt tiền. Tại bữa tiệc, Jenny làm quen với một chàng trai trẻ rất tử tế tên là David. Họ đang nói chuyện thì có người đẩy Jenny. Cô ấy không bị ngã nhờ phản ứng nhanh của David. Nhưng cô ấy thấy ví của mình đã biến mất. David lao tới bắt tên trộm. Anh ta phát hiện một gã đang lảng vảng quanh lối vào. Cậu đang làm gì ở đây? Người đàn ông trả lời rằng anh ta đang tìm một chiếc máy ATM. Anh ấy cần tiền mặt để mua vé tham dự bữa tiệc. David bảo người đàn ông trả ngay ví của Jenny. Nếu không, anh sẽ gọi cảnh sát. Làm sao David biết được người đàn ông đó là trộm? Đây là một sự kiện hàng A, bạn không thể chỉ mua vé để đến đó được, người đàn ông đó đang nói dối.
6. Bạn chạy càng nhanh thì càng khó bắt được thứ này. Nó là gì? Đó là hơi thở của bạn. 7. Vợ của Brandon bảo anh ấy luộc vài quả trứng, nhưng anh phải đun sôi chúng trong đúng 2 phút. Cô để lại cho chồng mình 3 chiếc đồng hồ cát, 3, 4 và 5 phút. Làm thế nào anh có thể luộc trứng đúng 2 phút được? Brandon đợi cho đến khi nước bắt đầu sôi. Sau đó anh ấy lật đồng hồ tính giờ 3 và 5 phút. Khi hết 3 phút, anh thả quả trứng xuống nước. Và khi hết 5 phút, anh ấy đã có món trứng luộc hoàn hảo rồi. 8. Đôi khi tôi được yêu mến, thường là bởi giới trẻ. Những lúc khác, tôi bị người ta sợ, chủ yếu là bởi những người lớn tuổi. Tôi khó nhớ, cũng khó quên. Tuy nhiên, nếu bạn có quên, bạn sẽ khiến ai đó khó chịu đấy. Tôi xảy ra mỗi ngày, mọi người đều phải đối mặt với tôi, ngay cả khi bạn không muốn điều đó xảy ra. Trân trọng lấy tôi đi, tôi là gì? Sinh nhật. 9. Nó mỏng nhưng khi nước bắn vào thì không có gì thấm qua. Khi bị va vào, nó sẽ đổi màu. Nó che phủ một thứ cực kỳ phức tạp, tuy nhiên nó rất dễ uốn dẻo. Nó là gì? Đó là da người. 10. Hãy nhìn những người này nhé. Bạn có thể tìm ra ai là kẻ buôn lậu không? Đó là người phụ nữ bên trái. Người phụ nữ bên phải thực sự đang mang thai đấy. Chỉ là cô ấy đội tóc giả thôi. Nhưng ít nhất thì hình dạng bụng của người phụ nữ bên trái thật kỳ quặc. 11. Một trong những người này đã lấy trộm vài hộp Pringles. Bạn có thể đoán ra đó là ai không? Đó là cô này. Hãy nhìn mái tóc đuôi ngựa của cô ấy mà xem. Dáng gì mà kỳ thế? Trông nó không giống hộp Pringles sao? 12. Bây giờ tôi có nhóm người này dành cho bạn. Một trong số họ là Macaron. Bạn có đoán ra đó là ai không? Đó là anh chàng ngồi bên phải. Bạn có thấy rằng anh ta không có bóng không? 13. Một người nông dân đang đi cùng với một con cáo, một con cừu và một bao cỏ khô nhỏ. Anh ấy đến một dòng sông nọ, có một chiếc thuyền nhỏ gần bờ. Con thuyền chỉ có thể chở được người nông dân và một con vật hoặc vật phẩm khác. Nếu người nông dân để con cáo một mình với con cừu thì con cáo sẽ ăn thịt con cừu. Và nếu người nông dân để con cừu một mình với cỏ khô, con cừu sẽ ăn cỏ khô. Làm thế nào người nông dân có thể đưa cả ba người cũng như chính mình qua sông an toàn? Người nông dân nên đưa con cừu qua sông, sau đó anh ta nên chèo trở lại, sau đó anh đưa con cáo qua sông. Sau đó người nông dân đưa con cừu trở lại bờ sông đầu tiên, sau đó người nông dân nên để cừu ở bên kia sông và mang cỏ khô sang bên kia. Việc để cỏ khô cho cáo là an toàn, người nông dân sau đó sẽ quay lại bờ sông đầu tiên và đón cừu sang. 14. Buổi sáng sau khi tuyết rơi dày đặc, Justin đi ra ngoài và thấy lượng tuyết trên gara của anh ấy nhiều gấp đôi so với tuyết ở nhà hàng xóm. Tuy nhiên, Justin không hề ngạc nhiên hay khó chịu. Anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Tại sao? Gara của Justin lớn gấp đôi nhà hàng xóm của anh ấy. Không có gì ngạc nhiên khi nó có lượng tuyết nhiều gấp đôi cả. 15. Andrew và Gary là anh em sinh đôi. Họ được sinh ra chỉ cách nhau một phút và Andrew là anh cả trong hai người. Nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó, cứ vài năm họ lại tổ chức sinh nhật cách nhau hai ngày. Sao có thể như thế được?
Andrew sinh lúc 11:59 tối ngày 28 tháng 2. Đó không phải là một năm nhuận. Vậy Gary, người xuất hiện chỉ một phút sau, đã sinh vào ngày 1 tháng 3. Đó là lý do tại sao trong những năm nhuận họ có 2 ngày cách nhau giữa ngày sinh nhật. 16. Hãy nhìn vào những chiếc gương này và cho biết cái nào có phép thuật nhé. Đó là cái mà cô gái ở giữa đang cầm. Rõ ràng nó đã giúp cô ấy tẩy nốt ruồi. 17. Hai người đàn ông đang chơi cờ. Họ đã chơi 5 trận và mỗi người đã thắng 3 trận trong số đó. Sao lại thế được? 17. Những người đàn ông đang chơi với những đối thủ khác nhau, không phải đối đầu với nhau.